Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền Cao Bằng. Như thường lệ, bản tin hôm nay, chủ nhật ngày 21 tháng 11 sẽ mở đầu bằng những thông tin trong nước đáng chú ý. Mới đây, báo Tuổi trẻ và vụ thanh toán ngân hàng nhà nước phối hợp tổ chức hội thảo tiến đến quốc gia không tiền mặt. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự hội thảo. Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho rằng hướng tới xã hội không dùng tiền mặt vừa là vấn đề cấp bách vừa mang tính lâu dài, có ý nghĩa trong bối cảnh tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Mới đây, chính phủ đã có quyết định số 1813 phê duyệt đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025. Đề án hướng đến việc thanh toán không dùng tiền mặt trở thành thói quen của người dân khu vực đô thị, từng bước phát triển ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, nâng cấp, phát triển cơ sở hạ tầng dịch vụ thanh toán. Mục tiêu là đến cuối năm 2025, giá trị thanh toán không dùng tiền mặt đạt gấp 25 lần tổng sản phẩm nội địa GDP, 80% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan tập trung tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hành lang pháp lý tạo thuận lợi cho các hoạt động chuyển đổi số đồng thời ngân hàng thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt đáp ứng yêu cầu thực tiễn triển khai các ứng dụng dịch vụ mới trên nền tảng công nghệ chú trọng tuyên truyền cho người dân hiểu và trải nghiệm những phương thức thanh toán không dùng tiền mặt nhất là ở vùng sâu vùng xa đặc biệt thanh toán không dùng tiền mặt phải đảm bảo công khai minh bạch an toàn và tiện lợi Thành phố Hồ Chí Minh đang kêu gọi và huy động lực lượng y tế tư nhân tham gia chống dịch COVID-19. Số ca mắc mới đang tăng nhanh mỗi ngày tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện thành phố đang có gần 52.000 ca đang cách ly tại nhà. Dù không còn là địa phương ở vùng cam, nhưng thành phố đang đối mặt với nhiều nguy cơ khác như thiếu thuốc điều trị và nhất là thiếu người theo dõi, hỗ trợ F0. Với một lực lượng nhân sự y tế cơ sở mỏng như hiện nay, việc hỗ trợ cho F0 tại một số địa phương đang bị quá tải cục bộ. Để tháo gỡ khó khăn này, thành phố đang kêu gọi và huy động lực lượng y tế tư nhân tham gia chống dịch. Chính vì số lượng F0 cách ly tại nhà ngày càng tăng, đang trở thành áp lực lớn cho y tế cơ sở. Nhờ sự tham gia của lực lượng y tế tư nhân, áp lực này sẽ được san sẻ phần nào. Ngoài trạm y tế lưu động, các quận đang vận động thêm các phòng khám khác tham gia lập nên các trạm y tế lưu động. Đây là cách ngành y tế chủ động chuẩn bị ứng phó với dịch, đáp ứng yêu cầu đề ra của Sở Y tế. Đồng thời, cũng có thể thêm thời gian để giải bài toán về nguồn nhân lực của các trạm y tế cơ sở. Sau 5 giờ bay, đúng 12 giờ ngày 20 tháng 11, chuyến bay chở 204 du khách Hàn Quốc xuất phát từ sân bay Íchêon Hàn Quốc đã đáp xuống sân bay quốc tế Phú Quốc. Đây là chuyến bay đầu tiên mà hành khách quốc tế sử dụng hộ chiếu vaccine sau gần 2 năm đóng cửa do dịch COVID-19. Lễ đón diễn ra trang trọng, bắt đầu cho việc mở cửa đón khách quốc tế trở lại của du lịch Việt Nam. Ngay khi vừa xuống máy bay, các du khách Hàn Quốc nhận vòng hoa chào mừng qua lưu niệm từ lãnh đạo tỉnh Kiên Giang thể hiện lòng hiếu khách của Đào Ngọc. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, để mở màn cho một trang mới của du lịch Phú Quốc, tỉnh đã nhận được sự chỉ đạo của lãnh đạo chính phủ và đặc biệt luôn có sự ủng hộ đồng hành của các doanh nghiệp tiên phong. Ngay sau khi nhập cảnh, du khách sẽ được tiến hành sàng lọc sức khỏe tại sân bay, cài đặt ứng dụng PC Covid trước khi di chuyển thẳng về khách sạn. Việc đón hơn 200 du khách đến với Phú Quốc là sự kiện mở đầu chính thức công bố Việt Nam đã mở cửa lại thị trường du lịch với bạn bè thế giới và cũng là dấu mốc khẳng định sự hồi phục lại toàn bộ ngành du lịch Việt Nam hướng tới từng bước mở cửa và phát triển nền kinh tế trong bối cảnh mới. Nghị quyết 145 vừa được chính phủ ban hành quy định tăng phụ cấp hỗ trợ cho người tham gia phòng chống dịch Covid-19, trong đó mức tăng cao nhất là 450.000 đồng trên một người trên một ngày. Theo đó, chế độ phụ cấp chống dịch mức 450.000 đồng trên một người trên một ngày được áp dụng đối với người trực tiếp khám, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người nhiễm Covid-19, nghi nhiễm Covid-19 tại cơ sở thu dung điều trị Chế độ phụ cấp chống dịch mức 300.000 đồng trên một người trên một ngày được áp dụng đối với người làm việc tại cơ sở thu dung điều trị COVID-19 bao gồm người làm việc công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, người làm công việc vệ sinh tẩy uế, diệt tác nhân gây bệnh, thu gom và xử lý dụng cụ sau khi sử dụng cho người nhiễm COVID-19, người giặt đồ vải, quần áo, bác sĩ, người nhiễm COVID-19, người thu gom chất thải, đồ vải, vỏ chai, lọ, hộp hóa chất, rác thải sinh hoạt rác thải y tế, người làm nhiệm vụ bảo vệ, chế độ phụ cấp chống dịch mức 225.000 trên người trên một ngày được áp dụng đối với các đối tượng làm việc tại cơ sở thu dung điều trị COVID-19, bao gồm cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân được tăng cường cho các tỉnh, thành phố, nhưng không thuộc một trong các đối tượng quy định nêu trên. Từ ngày 22 tháng 11, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có công văn về việc tiếp tục cho học sinh trở lại trường học trực tiếp tại các huyện và thị xã. Theo đó, nhiều học sinh lớp 9 của 17 huyện và thị xã ngoại thành Hà Nội được trở lại trường, các khối còn lại học trực tuyến, trẻ mầm non tiếp tục học tại nhà. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đồng ý với đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc cho học sinh đi học trở lại trường, đồng thời giao Sở Giáo dục và Đào tạo Chủ trì phối hợp với Sở Y tế, tổ chức kiểm tra, hướng dẫn ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, xã phường thị trấn trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với các cơ sở giáo dục, đảm bảo sẵn sàng an toàn tuyệt đối khi tổ chức dạy học trực tiếp. Người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương căn cứ tình hình thực tiễn dịch bệnh để quyết định và chịu trách nhiệm về việc cho học sinh đi học trở lại trên địa bàn, tiếp tục hoàn thiện, tăng cường cơ sở vật chất năng lực cho lực lượng y tế trường học, đảm bảo y tế trường học được trang bị đầy đủ và sẵn sàng khi học sinh đến trường. Sở Giáo dục và Đào tạo lưu ý trường học phải đạt tiêu chí an toàn trong phòng chống dịch COVID-19. Giáo viên chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng dịch COVID-19, chỉ dạy trực tuyến, không đến lớp dạy trực tiếp. Các trường không tổ chức ăn bán chú, căng tin ăn uống trong trường. Học sinh tự mang theo nước uống cá nhân, chỉ tổ chức việc dạy học trực tiếp một buổi trên ngày. Đại dịch COVID-19 đang hoành hành trở lại ở châu Âu. Trên thế giới, biến thể Delta của SARS-CoV-2 đang chiến đến 99% số ca lây nhiễm. Trong đại dịch COVID-19 hiện nay, biến thể Delta đang tấn công dữ dội châu Âu, đặc biệt là khu vực phía đông của lục địa này, nơi có tỷ lệ người dân lưỡng lự về vaccine ở mức cao. Trong khi đó, giới chức Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho hay biến thể Delta có sức lây lan mạnh Giờ đã chiếm tới 99% tất cả các lây nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 trên toàn thế giới. Riêng tại châu Âu, số ca mắc COVID-19 đã tăng mạnh và đẩy số ca mắc toàn cầu tăng cao. Tuần qua, số ca mắc mới ở châu Âu chiếm tới 60% trong số 3,3 triệu ca mắc. Khu vực Tây Âu có khoảng 60% đã được tiêm chủng đầy đủ các mũi phòng COVID-19. Ở Đông Âu, con số này chỉ khoảng 30%. Tại Đức đã có hơn 5 triệu người mắc Covid-19 và gần 100.000 người chết vì bệnh dịch này. Anh cũng bị Covid-19 tấn công nặng nề với số ca mắc mới trung bình trong một tuần là hơn 38.000 ca. Tại Pháp và Italy, số ca mắc mới cũng tăng khoảng 40%. Bản tin sẽ tiếp tục với một số tin tức đáng chú ý trong tỉnh. chiều ngày 20 tháng 11, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Quảng Hòa tổ chức cuộc họp trực tuyến với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các xã thị trấn nhằm đánh giá tình hình dịch bệnh và công tác triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện. Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn huyện Quảng Hòa đã ghi nhận 3 trường hợp dương tính với sars cov 2 1 ca ở xã Cách Linh, 2 ca ở xã Mỹ Hưng, trong đó có 24 ca F1, 244 ca F2 qua test nhanh kháng nguyên lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm RT-PCR đối với các trường hợp F1 và test nhanh kháng nguyên đối với F2 đều có kết quả lần một âm tính. Các trường hợp F1 được đưa đi cách ly tập trung, F2 được hướng dẫn cách ly tại nhà theo quy định. Đến hết ngày 19 tháng 11 năm 2021, Trung tâm Y tế huyện đã lấy tổng số 7.168 mẫu bệnh phẩm gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Cao Bằng để xét nghiệm RT-PCR. Kết quả 7.165 mẫu âm tính, 3 kết quả xét nghiệm dương tính, xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 được 1.390 lần. Tất cả các mẫu đều có kết quả âm tính. Trung tâm Y tế huyện đang cách ly điều trị 22 bệnh nhân mắc COVID-19. Các trường hợp này được theo dõi tình trạng sức khỏe ổn định, bình thường đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng và các lực lượng quân đội thường trực tiếp tục duy trì 10 chốt chặn phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới. Đến nay, toàn huyện đã tổ chức tiêm vaccine COVID-19 cho 44.162 người, đạt 69,1% dân số. Trong đó, 29.610 người được tiêm mũi 1, bằng 47,3% dân số, 13.922 người được tiêm mũi 2, bằng 21,8% dân số. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Quảng Hòa đề nghị các ngành, lực lượng liên quan, các xã thị trấn tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Nắm chắc số lượng công dân từ các vùng có dịch trở về địa phương, tiến hành thực hiện cách ly theo quy định, tăng cường kiểm soát tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch, các xã thị trấn, ra soát cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế để có khả năng đáp ứng khi tình huống có dịch xảy ra trên địa bàn phát huy tối đa hiệu quả tổ COVID cộng đồng, khẩn trương, giả soát, nắm chắc số liệu các trường hợp trong độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi để chuẩn bị phục vụ cho việc tiêm vaccine phòng COVID-19 trong thời gian tới. Nhờ thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu, đến nay, Tri Cục Hải quan Cửa khẩu Tà Lùng đã hoàn thành sớm chỉ tiêu thu ngân sách năm 2021. Hiện đơn vị tiếp tục đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi thông quan hàng hóa nhằm phấn đấu tăng thu thuế dịp cuối năm. Tính đến hết ngày 15 tháng 11, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Tà Lùng đã mở 4.812 tờ khai hàng hóa xuất khẩu và 5.407 tờ khai hàng hóa nhập khẩu. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 3 triệu USD, giám sát tốt đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất, hàng hóa kho ngoại quan và hàng hóa xuất nhập chuyển kinh doanh cửa khẩu. Tiến hành thu thuế xuất nhập khẩu đạt 99,1 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ năm 2020, đạt trên 115% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, đạt 103,33% kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Hoạt động hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn không có gì biến động nhiều, các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu năm nay vẫn là than cốc, thiết bị máy móc, hàng xuất khẩu gồm ván bóc sản xuất từ gỗ keo trồng rừng, hàng nông sản Hiện có 106 doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu qua địa bàn, 100% đều thực hiện kê khai nộp thuế hải quan điện tử, đảm bảo tiền lợi, thông quan nhanh, hạn chế tiếp xúc an toàn cho công tác phòng dịch. Đặc biệt, năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát lây lan, Tri Cục Hải quan Cửa khẩu Tà Lùng đã thành lập nhóm gia lô kết nối với các doanh nghiệp để thông tin tư vấn về phương thức, chính sách về đối tác, cũng như các điều kiện yêu cầu đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Do vậy, tại cửa khẩu hàng hóa xuất nhập qua địa bàn thuận lợi, không có tình trạng ách tắc, gây mất thời gian, chi phí cho doanh nghiệp trong quá trình tham gia hoạt động xuất nhập khẩu. Từ nay cho đến hết tháng 12, Tri Cục Hải quan Cửa khẩu Tà Lùng tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Cục Hải quan và Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đẩy mạnh giải quyết nhanh, đúng quy định các thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu, phối hợp với các lực lượng tăng cường phòng chống buôn lậu gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Triển khai đề án mô hình hải quan thông minh, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong thực thi công vụ, phân đấu thu thuế xuất nhập khẩu đạt kết quả cao nhất. Thành phố Cao Bằng vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2022. Trong năm 2021, trên địa bàn thành phố có 692 vụ việc phải thi hành án, đã thi hành xong 583 việc, đạt tỷ lệ hơn 95,73%, vượt 9,73% so với chỉ tiêu giao. Về tiền tổng số phải thi hành là trên 21,7 tỷ đồng. Số có điều kiện thi hành là 9 tỷ 973 triệu đồng. Số thi hành xong là 8 tỷ 723 triệu đồng, đạt tỷ lệ 87,47%, vượt 36,5% so với chỉ tiêu giao. Về thi hành án đối với các khoản thu cho ngân sách nhà nước đã thi hành được 492 việc, thu được trên 3,2 tỷ đồng, tăng 1,4 tỷ đồng đạt tỷ lệ 97,2% về việc và 91,2% về tiền. Nhân dịp này, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm phó tri cục trưởng tri cục thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng, trao tặng cờ thi đua ngành tư pháp cho tri cục thi hành án dân sự thành phố, tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và lao động tiên tiến cho 23 cá nhân. Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng khen thưởng cho hai tập thể, một cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thi hành án dân sự năm 2021. Bản tin 16 giờ hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin sau.